Hãy xin chào mọi người, mình là Zeros và chúng ta cùng đến với video Minecraft ở Crazy Craft tập tiếp theo. Và yep, số người mình chọn về cái việc mà xài shader hay không thì bạn không thích cả shader bởi vì nó rất là tối, vì nó rất là bất lợi cho việc đi mai mộng các kiểu. Ok, no problem. Wow, lucky block kìa. Hiện tại bây giờ mình đang ở trên đây thì cái nhà mình đang ở đây này. Đâu ta? Mình đâu ta? À, nhà mình ở đây này. Trời ơi, easy valor. Chết rồi con. Ờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Minecraft Crazy Craft tập tiếp theo và đập lucky block thôi. Boom. What the hell? Stick. Ê, baby. Em thích ăn stick không? Ok, vào. Rất là nhiều bò nhưng mà về nhà trên hết các bạn ạ. Chúng ta phải về nhà với cái máy ấm thân yêu của chúng ta. Boom. Wow, shit. Tuyệt vời. Wow. Yep. Quá là ngon, dream luôn. Không còn cái gì phải ngại cả. Thì để xem mình có gì hot nha. Enchant, Blastation, whatever. Mấy cái đồ nó xì đá không vấn đề. Mình có ruby. À, mình có thể làm được đồ ruby. Nhưng mà hiện tại bây giờ linh kiện đang cạn kiệt dần anh em ạ. Titanium ingot. Ui, nó làm được mấy cái đồ gì ngon stream không? Titanium play. Ok. Cái này kết vào. Đúng không? Kết vào. Yup. Oh, ping thì cái này cần phải cho con girlfriend. What the fuck my girlfriend. Ok. Nó đi rồi. Phải mình bỏ rơi nó đằng kia rồi. Bỏ rơi. Yeah, bỏ rơi gái. Whatever. Bây giờ mình sẽ cất mấy cái này vào nha. Lucky blow cũng không tạm thời không xài nha. Ok, nice. Chúng ta sẽ cái này. Ui dồi, đẹp quá đẹp luôn. Bây giờ chúng ta cần phải đi ngủ. Và đây. Easy. Ai da, phi quá. Ok. Yep. Ê khoan, mình có mấy cái block gỗ này chắc là mình phải để lại rồi. Mình không nên mang đi và cả cái này nữa. Yep. Ồ, cái này cũng bất đi. Không có muốn cưa gái nữa. Đấy. Anh GP Game, lộn anh Zero bây giờ không muốn cưa gái nữa anh em ạ. Easy vậy. Ok. Tập này chúng ta sẽ làm gì đây? Tập này thì mình sẽ đi tham quan những cái thế giới của mấy con kiến mà. Ờ mấy con kiến thì chúng ta lại phải vào nhà. Vãi nồi. Nên là sẽ đặt những cái Temirai, Red Unblock, Annette, Temirai. Ok, cái này thì có rồi. Mình sẽ đặt ở đâu đó nhìn cho nó có vẻ là được bình thường tí. Ok, đặt ở đây và ở đây. Bây giờ sẽ đợi cho nó ra. Ra đi mẹ mày. Ra đi mẹ mày. Ok, tranh thủ qua giết vài con heo đi làm thịt ăn nào. Ê, heo, ê, picky. Yep, ngon dream. Và mình có cái bacon. Ngon. Ở đây có cái snowbell. What the fuck, snowbell. Chả biết cái đó là gì nữa nhưng mà, yeah. Để mình đặt ở đâu nhỉ? Ok. Red and block. Mình sẽ đến thế giới của Red Ant. Yep, đây là cái thế giới của Red Ant Block. Thế giới của này ở đâu ta? Oh, Beaver. Oh sorry. Đập cái này về nhà, có đồ về nhà grab thôi. Ngon dream sea beaver nữa. Ngon vậy. Bacon này, bacon. Yep. Đây là thế giới của ai ta? Nhưng tại sao mình không thấy con nào vậy? Bisco là normal mà. Chứ không có con quái vật hay là con gì nó xuất hiện đây à? Hay là cái thế giới này rất là bá đạo nè. Không có con gì xuất hiện đây nữa. Thế giới này thế giới bình yên. Bình con mở nó yên. Bình con mở nó yên. Ok. Ở đây có cái block này kỳ vậy ta. Ok, chặn nước rồi. Cobblestone. Chặn luôn. Ui, nó lan kìa. Nó lan to vãi đạn luôn.
Ok, ui, what, rất là nhiều. Oh shit. Annette. Annette, oh, Annette không thích Annette. Đào tiếp này, cái gì đây? Sephir gì đấy. Ok, thì làm cái đó hình như cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà mình hiện tại bây giờ mình không có mang iron trong người, nên là việc làm cũng hơi khó đấy. Mình nghĩ mình còn phải quay về nhà mình lấy iron, rồi mình sẽ tạo ra con Sephir xe gì đấy. Sephir gì đấy, whatever. Ok, bacon. Nó ăn xong nó chết à? Uầy, bacon này độc vãi đòi. Ok, whatever. Oh, gần nhà vãi. Ngon stream. Mình sẽ về nhà mình lấy cái iron. Ok, nice. Và boom. Mày. Để lại đây nha cu. Không được lấy, không được đi đâu hết. Mày không được đâu hết. Ruby thì như Ruby mình có thể làm được cái kiếm 20 damage attack. What the heck? Oh my god, Ruby is the best. Đầu tiên sẽ làm cái áo này. Yep. Chứ sao? Wait, what? Không làm cái áo được. Ruby kia để đen vãi luyện. Thế còn Ruby này làm được gì? Oh fuck. Phế vật. Đờ mờ. Còn cái Sprite. Oh, Sprite egg. Mình cần thiếu egg. Thì tại vì mình không có egg kìa. Mình không có ác. Nên là mình không có làm được cái stress à. Ok, mình xem cần torch nè, cần này nè. Blaze drop không biết làm cái gì cả. Torch tip này còn dư một cái. Xem, ok, mình nghĩ là đủ rồi. Đóng cửa lại nè. Mất công có vài cái con quái vật gì đó đang lăm le ở ngoài, nhưng đi vào thì mệt, đứng có rất là mệt. Red. Oh, đẹp. Nó còn Tamirai nữa. Thế con kiến này nó gì vậy? Ok, ăn không? Oh, nó quấn mình. Oh, sad vậy, sad. Oh, quầy quấn con chồng của nó là con vợ bay cho bảo kê liền à. Quầy hay hơn. Quấn tao. Còn mày quấn tao. Ê, sao quấn tôi được? Trời, easy mà lờ. Làm sao tôi đâu dám quấn tôi? Tôi ngồi. Hello guys. Ok. Qua trên đây. Yep. Để xem đây có gì hot nha. Oh what the hell, không thấy có gì hot thiệt luôn á. Oh cái gì đây? Bad à. Oh bad. Đẹp bad à. Really bad. Ôi hết con gì? Con gì kêu vậy? Oh, chicken. Yeah. Chicken. Woohoo, ngon dream. Magma cube. Witherbot. Ooh. Witherbot. Wow. Tuyệt vời. Thật là tuyệt vời quá đi mà. Trời ơi, tiện có được con Witherbot nữa. Woohoo, ngon dream. Ok. Đây Marble rồi. Marble thì sau này sẽ upgrade sau. Ok, sẽ lấy Marble sau. Fork này. Con ớt này. Bãi bíp Magma nữa. Vậy là sao chỗ con Fork lại có Magma. Lạ vậy. Ở đây để xem có gì hot nào. Không có gì hot hết. Không có, ở thế giới này rất là bình yên nhá. Một thế giới rất là bình yên. Ôi rồi, tiêu đề tập này sẽ là thế giới bình yên. Jessica phá thế giới này như thế nào đây? Tại sao? Oh! Hey, give me. Chào tạm, ra. Yes. There we go. Shoot bot này. Wait, này cụ tè hơn. Oh, what? Die. Kim cương này, kim cương. À đây. kêu dây kim cương trước mặt ấy. Oh, Fire Dragon Fly chứ, sorry. Ok, này là gì?
Explosion. Nó không có nổ đâu. Để không kêu là explosion. Hey, suck. Yeah. Ok, để xem nào. Có con nào ở đây không? Test. Oh, damn. 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 What the fuck? Cú bé, cú te vậy. Ăn không? Ăn không? Wait. Không chết luôn. Wait. Wait, 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 wait. Wait. Baby dragon thuộc về mình. Holy shit. Theo anh nào. Theo anh nào em yêu ơi. Wait. What the heck? Cái này nhiều cái con vật cú te vai. Cú te brother. Oh my god, you're so cute. You're so cute. Wow. Lại thêm em cú te nữa. Nhưng mà tại sao cái con kia không đi theo mình? Cho nó ăn xong rồi thôi à. Thế địch. Ê, tao đâu có tốn của nó vậy mày. Ê, theo anh nào. Địch. Tao biết. Ow, ow, ow. Ow, ow, ow. Shit. God damn it. Chặn cái này đi. Ok. Theo anh nào. Theo anh nào. Oh my god, we need. Oh, what the, what the, what the, what the, what the, what the. Oh yeah. Ê. Theo bố mày nào. Ê. Theo tao không. Wait. What? Mấy con này ngang ngược thế nhỉ? Ui, ui, giết. Ôi, ui. Ôi, em nó nhỏ như có vỏ các bạn ạ. À. Nó đi xuyên tường. Dead. Dead, 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 dead. Baby, baby. Đi theo tao không? Đi theo không? Đợi mà cho ăn đồ xong rồi chạy á. À. Đậu không? Chạy á. À. Chạy á. À. Ai chạy? Ai cho chạy? Đi ra, đi ra, đi ra. Oh my god. Ôi. Ai cho? Ai cho, ai cho, ai 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 cho, ai cho, ai ai cho, ai cho, yeah, yes. Lu, cú te vai, cú te vai, cú te vai. Ú, chụp chụp với chicken, 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 chicken. À, nhìn, ow, ow, shit, fuck, fuck yeah. Ok, chúng ta sẽ cùng vào đây. What the heck, Stone? Let's xem nào, let's xem nào. Ở đây còn cái gì hot không ta? Maybe. Oh, toàn cái con cute này không vậy? Mà con cute này mất dạy quá. À, sẽ cho mày về với tình bạn của mày. Đã bạn đi 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 chơi 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 không đi chơi không. Wow. À, yeah. Easy sick. Yup, và mình cũng để tiếp tục đào thang đào thang đào thang đào thang ngon. Ma bộ, ma bộ, ma bộ, ma bộ, ma bộ, tiếp tục lấy ma bộ thôi. Tại vì rất là feel. Ok. Yep, 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 yep. On stream. Thế này, thế này. Ma bộ rất là nhiều các bạn ạ. Xây nhà có khi đẹp. Con muỗi. Hay gì cái con cái tiếng gì đi theo mình đậu hậu nãy giờ nãy giờ con nhồi trong game của mình kêu mình nói mình là sao tại giờ nãy giờ em ngứa quá anh đi đó là trời ơi em ngứa quá em không biết cái gì đó. Anh tìm em con nào anh giết nó hộ em cái trời ơi hèn gì đậu phộng. Oh wow quay 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 stop stop từ từ nha cái thanh niên hư cấu quá làm càng hả. Làm càng hả? Wow! Creeper! Boom! Uầy! Sida ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Này bắn mát mạn luôn! Oh my god! Oh my god! Oh! Oh! Get it! Oh! Vô luôn! Không được rồi!
Yeah. Oh shit. What the fuck? What the fuck? Okay. Mình đây. Cái đệt, cái con kia. Oh shit. Đây đi. Ow. Ow, no way. Wait. Ooh. Oh! Really? Oh my god. Sick. Oh my god. Where are you now? Oh my god, lag. Ow. Why? Oh shit! Nó bắn mình, nó giết mình. Oh shit. Thời gian khủng long. Đau không? Oh. Từ từ anh ơi, anh căng quá đây. Ok đi, nó không di chuyển à? Đệt, nó to. Oh yeah. Bitch. Mày không có ở đây được rồi con. Oh my god, Mortha. Sao qua giết một con Mortha. Hey skeleton, get out and fucking out. Ok, mình sẽ giết một con Mortha. Oh shit. Oh damn it. Ok, damn it. Ow, shit. Ow, shoot. Yeah. What the heck, nó drop cái gì? Ok, yummy. Bum. Easy. What the fuck, nhện, mày đảo cái gì vậy? Trời ơi, con nhện này bắt đầu đi. What the heck? No way. Ow. Oh. Zombie. Tại sao mày làm như vậy? Tại sao? What the fuck? Tao có làm gì tụi mày đâu? Mình giết người em ạ. Oh, cái kính nhìn đẹp vãi, cái hậu trường, nguyên cái camera, microphone, quay phim, editor luôn đi. Mày làm người edit luôn đi. Trời ơi, tôi cố quay. Ok, fuck you. Oh yes. Oh, Nether Star. Oh, chỉ mò thả con Nether Star. Ngon, stream vậy. Hồi nãy mình lấy đồ rồi. À, đây rồi, yeah. Đạo bảo có nhận. Yes. Thật nhẹ lòng. Mình chủ yếu mà lấy cái mod scale để xem rồi. Chả nhớ nó là nó có tác dụng gì nữa. Từ. Mình nào ra, chảnh xa bổ ra. Và mày nữa, Ripper, fuck you. mod scale. Ôi, wait. What the fuck? Ngoài cái này, ok. Là được mũ này. What? Big Beta, một cái nhiên liệu cho Big Beta. Ngon stream. Mà mình sẽ từ, mình sẽ craft đồ, mình sẽ cất bớt cái này đi. Cái thành phần Sida này cất đi. Ok. Cái này cũng cất luôn, mình sẽ craft. Yep. Bingo để xem. Enchant à. Quay, ngon đấy. Tránh ra nha. Mày, tránh ra. Một bầy kéo tới. Ok, grab lẹ, grab nhanh. Ok, không tạm thời không được. Chết đi. Yeah, there we go. Perfect. Boom. Uầy. Nhìn khá là ngầu. Ok, vứt mấy cái này đi. Ngon stream. Vứt cái là ngon stream đi. Ok, tạm thời mình phải mặc cái này lên cho nó sáng. Cái trời ơi, tối thui à. Ok. Để ok. Chết. Hai thằng bay. Double. Hai thằng bay. Ah. Shit. Yes. Hồi nãy có con khủng long. Quầy, mình không biết nó mạnh hay yếu nữa. Mình xin nào. Mình xin ra đó xem. Oh my god, mình bị sao mũi rồi. Oh my god. Mình thấy mình đang có cảm giác rất là tệ. Chúng ta. Oh shit. Làm ơn đừng có giết. Khủng long.
Natisaurus. Natisaurus nhìn khá là giống là máy móc cái kiểu là Natisaurus. Natisaurus. Oh! Ui, con khủng long nào cũng bái vậy. Thế thì sao chơi? Không được lại đây nha anh bạn. Oh, Mozilla spam. Cái đẹp. Ok, Mozilla spam thì đây Mozilla. Sao ấy xoáng. Ôi, ê, 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 ê. What the fuck? Nãy con khủng long giết mấy con cọc, giết mấy con cù cũng bỏ ở đây à. Oh shit, cù nó không có bò. Ok, ok. Ở thế giới này khá là nhiều của tôi á. Get the fuck. Yo, fuck, fuck. Oh. Woo. What the. What the. Cái này cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? What the fuck? Cái này cái gì vậy? Oh yes. Ok. Chứ mình không được vào. Ok. Canh vào thôi. Để xem cái này có gì hot nha. Mà tại sao nó lại chống cửa, đóng cửa các kiểu đây. Cái gì đây? Cất vứt hết mấy cái tộc cửa này ra ngoài đi. Gôn này. Đấy trời vừa đủ on stream. Cái này vào ra ngoài này. Ok. Để xem nào. Là trên kia. Ok. Oh. Oh, what the fuck. Wow. Wow. Oh, fuck. Ai cho mày vào? Không cho mày vào. Ok. Để xem nào. Wait, what? Sao sâu quá vậy? Ơ, oh, đây có obsidian. Đào phải không? Tại vì obsidian cũng khá là ngon. Ok, wait. Ôi, xe ra ngoài là cái mai luôn à. Vãi bíp. Ở trên đây có cái gì hot nhỉ? Tại sao nó lại kiểu. À, có cái cửa vào đây. Mê cung à. Làm ơn nói. Nói với tôi đây không phải là mê cung nhé. Ok. What the heck. Ok. Đường cục à. Đây, chỉ mê cung thật rồi các bạn ơi. Mê cung thật. Tôi ngửa rồi các bạn ơi. Chúng ta đang lạc bước vào mê cung. Oh my god, lạc bước vào mê cung. Không biết đây có cái ok. Hơn vãi. Fire protection này. Đẹp. Hơn vãi. Ow. This way. Thế đào qua xem nào. Cái gì hot không? Tại sao này có làm cái mê cung ở đây nhỉ? Wait, có gì vậy? Ballist. Ôi. Ôi, mình bị vậy? Ô, hiệu ứng slow à. Cái đẹp. Ôi, một máu. Mình nghĩ chúng ta không nên vào. Một là, ok, bây giờ một là ra đây, hai là vào khách sạn nha. Cái đẹp. Một là ra đây, hai là vào khách sạn. Ok, mỗi khi tới gần mình là mình sẽ bị một cái hiệu ứng là slow, rồi lại chậm lại. Slow nữa. Quay hai ba. Hết video. Ok, cảm ơn các bạn đã xem tập này. Và nếu các bạn thích thì quên ủng hộ nút like ở bên và subscribe, share clip để mình có nhiệt lượng thêm những cái động lực làm video. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video và yeah. Nếu các bạn muốn quyên góp hoặc ủng hộ mình giúp mình để xem nào. Ôi đây rồi. Giúp mình chi phí thì các bạn có thể link vào cái link này rồi các bạn có thể giúp mình chi phí để mình làm những cái clip về Minecraft được bá đạo hơn, on stream hơn này nọ đồ. Ok. Yeah. Oh fuck. Hold on. Bye bye nằm đây. Yeah. Và các bạn có thể theo dõi mình trên fanpage, link ở dưới nằm ở dưới phần mô tả để các bạn có thể cập nhật những cái video mới nhất khi mà mình hoặc những cái lịch mình đăng video lên trên YouTube. Mình đa phần mình chỉ up trên fanpage thôi. Mày đã có ngu người, fuck you. Ok, hẹn gặp các bạn vào những video lần sau. Bye bye.